Cách phòng chống bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ em. Bộ Y tế vừa có công văn đến các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc về việc giám sát các trường hợp viêm gan cấp tính ở trẻ em. Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, trên thế giới đã ghi nhận 300 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 23 quốc gia thuộc khu vực châu Âu, châu Mỹ, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương, trong đó có 9 trường hợp tử vong. Bệnh xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi. Hầu hết bệnh nhi hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên có một số trường hợp chuyển nặng, gần 10% các trường hợp phải ghép gan. Để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tập trung chỉ đạo các nội dung cụ thể. Các sở y tế trên địa bàn phụ trách khi phát hiện các trường hợp viêm gan cấp tính, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 16 tuổi, phải khám, xác định để phát hiện các trường hợp không rõ nguyên nhân theo định nghĩa ca bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới.